Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Và bổ sung thêm một cái lưu ý là có thể là trong một tuần tôi sẽ nghỉ một ngày anh em nhé. Và thường thì nó sẽ là cái ngày cuối tuần để tôi dành thời gian cho gia đình, cũng như là dành thời gian cho chính bản thân tôi, để có thể là refresh lại đầu óc sau một tuần làm việc căng thẳng mệt mỏi. Đấy, một tuần là làm việc liên tục rồi, nên là sẽ phải cần phải có một cái ngày nghỉ. Đấy, và cái ngày chủ nhật thì cũng không hẳn là đã là nghỉ. Đấy, ngày chủ nhật thì anh em cũng biết đấy, nếu mà anh em theo dõi lâu rồi thì anh em cũng biết là ngày chủ nhật thường nó sẽ là cái ngày mà tôi sản xuất video đấy, để phục vụ cho cả tuần anh em nhé. Và những gì mà tôi vừa mới chia sẻ cho anh em đó là cái câu chuyện của tuần sau. Đấy, còn tuần này thì như một cái ngoại lệ thì vẫn có clip anh em ạ, dã man. Thì clip ngày hôm nay, tại sao lại hôm nay lại phải ra clip? Bởi vì hôm qua ấy, chúng ta đang nói dở về cái line up mà phải nói là mạnh nhất ở trong cái meta hiện tại. Đấy là cái line up Ngũ Long Hóa Hình, cái phiên bản mới, phiên bản 2.0. Hôm qua clip thì cũng lên rồi. Đấy, và cũng nhận được khá là nhiều những cái phản hồi từ phía các anh em. Có những cái phản hồi thì cho rằng là cái bộ đấy là nó mạnh. Đấy, có những cái phản hồi thì cho rằng là cái bộ đấy nó khó chơi quá. Đó, và có những anh em cũng đã gửi tin nhắn khoe những cái thành tích cho tôi, là anh em đã có thể là chơi được cái bộ đấy. Đấy, và cũng có những anh em mà gửi tin nhắn cho tôi có nói là không biết chơi cái bộ đấy như nào cả. Mặc dù là anh em đều đã biết là trong cái đội hình nó có những cái con gì rồi. Đấy, cuối game là bật cái bản kết thúc lên là đều biết được là nó có gồm có 5 con rồng và 4 con Witcher kẹp với cả 2 con Wizard. Nhưng mà cái câu chuyện của nó không phải là cái màn hình kết thúc anh em ạ. Đấy, cái câu chuyện ở đây nó chính là cái cách vận hành của con game. Thì có rất nhiều anh em hỏi về cách vận hành làm nào để cái phần giữa game ấy nó đơn giản, nó có thể là nó giữ được máu ở giai đoạn giữa game. Đấy, mà không cần phải chế eco bằng cách là vứt 2 con eco vào. Đấy, bởi vì nhiều anh em là anh em cũng nói với tôi là mặc dù là anh em chơi Ngũ Long Hóa Hình ok, nhưng anh em toàn phải là bỏ 2 con eco vào và anh em eco thôi. Sau đó thì anh em có đủ tiền anh em lên được tận level 10, anh em vứt những cái con của cái bộ đấy vào thì anh em form được đủ bộ. Nhưng mà như thế thì nó chưa đúng lắm. Đấy, nên là anh em rất nhiều anh em là hỏi tôi là xem là có lên thêm được một cái clip nữa không. Đấy, để có thể là lắm được cái cách mà vận hành ở cái giai đoạn giữa game. Ở khi mà bài ra cái gì chơi như nào để có thể giữ được máu. Đấy, thì ngày hôm nay nha anh em nhá, một lần nữa tôi sẽ chơi lại cái bộ Ngũ Long Hóa Hình để cho anh em rõ nhá. Và đây nó cũng sẽ là một cái clip tri ân luôn. Video clip sẽ là một cái món quà thay cho lời cảm ơn gửi tới anh em Duy Bùi vì những cái đóng góp của anh em trong suốt khoảng thời gian hơn một năm vừa qua. Đấy, đã đăng ký hội viên ở trên kênh ủng hộ cho tôi. Cảm ơn anh em Duy Bùi rất là nhiều. Và tôi xin được chia sẻ một chút về cái dòng tâm sự của anh em Duy Bùi. Tôi xem ông từ năm thứ 3 đại học, đến nay đã gần 4 năm rồi, và là hội viên được 1 năm rưỡi rồi mà chưa nhờ ông làm một cái video nào cả. Ông có thể làm tặng tôi về cái bộ Ngũ Long Hóa Hình được không? Được chứ. Đấy, và hôm nay là chúng ta sẽ làm cái bộ Ngũ Long Hóa Hình luôn, để vừa tặng anh em Duy Bùi cũng như là vừa làm rõ để các anh em mới, các anh em có thể lắm được cái bộ này. Bộ này là một cái bộ rất mạnh nha anh em nhá, rất hay, nhưng mà đồng thời nó cũng rất khó có thể xây dựng được. Tư duy khác nhau sẽ dẫn đến là cái cách xây dựng nó khác nhau, anh em hiểu không? Nên là từ trước đến nay tôi luôn nói là cái cách vận hành, cái cách xây dựng nó là cái quan trọng nhất. Bởi vì làm sao, khi mà anh em giữ được máu ấy, anh em làm gì cũng dễ. Đấy, anh em xây dựng ban đầu anh em giữ được máu thì anh em lết game ấy, anh em sẽ chuyển được bài, anh em có cơ hội chuyển bài. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là với một cái người làm content như tôi thì cái việc đánh chuỗi thắng ấy và chuyển bài ấy, nó sẽ hấp dẫn hơn là cái việc là chúng ta eco và chúng ta bỏ bài vào. Đấy, anh em có công nhận là cái điều đấy không? Đó, đây ở đây là chúng ta có 2 con Whipper Seer. 2 con này thì nó có thể sẽ lên được 2 sao nếu mà chúng ta có thêm một con Druid. Nên là tôi sẽ mua cái con Whipper Seer này vào. Tất nhiên là round này thì chưa lên được 2 sao, tôi vẫn sẽ bỏ ngoài thôi. Và chúng ta sẽ giữ cái con Taboo Witcher ở giai đoạn đầu game. Đấy, mà tí nữa nếu mà lên được 2 sao tôi sẽ thay vào con Taboo Witcher anh em nhá. Đấy, cái con Fallen mặc dù nó ra nhưng mà bây giờ tôi cũng để ở ngoài rồi.
tôi cũng chả có thể cho vào được, bởi vì nó khá là yếu. Nếu mà nó lên được 2 sao cơ thì chúng ta mới tận dụng được. Còn đầu game thì bây giờ ra rồng và một cái con Agali thì có thể là, à không phải Agali, Avenger Clay thì chúng ta thể tận dụng được là cái bộ Clay hai con ở đây. Với một con rồng có thể là cái lượng đam của nó gây ra cũng khá khá giai đoạn đầu game. Đó. Taboo Witcher thì bây giờ chúng ta có thể khóa cứng được cái thuyền. Rồi, cái thuyền mãi là mới có thể đặt cái thuyền ra. Và khả năng là chúng ta sẽ chiến thắng ở đao này. Đầu game tất nhiên là cũng sẽ có cái đao thắng đao thua. Lúc đầu thì chúng ta chưa thể bốc được đủ cái bài mạnh được. Đấy, chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian ban đầu. Ở đây là chúng ta có thể sẽ 4 Clay. Nên là con Whispersia này khả năng là tôi sẽ giải tán luôn. Một con Clay nữa thôi là sẽ có 4 Clay rồi. Đấy, và khi mà có 4 Clay thì chúng ta sẽ chơi 4 Clay luôn. Mà không sử dụng cái con này nữa. Đấy, và có con Zersaw này là kết hợp với cả Clay là chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái bộ Human. Ok. Và cái bọn Goblin này khả năng là tôi sẽ bán đi. Đấy. Ui, thằng này mạnh quá. Thằng này khá khó để có thể chơi được. Bây giờ cái round này chỉ mong là sẽ không mất máu nhiều đâu. Chứ còn round này thì chắc chắn là sẽ thua rồi. Bây giờ chỉ có chết càng sớm càng tốt để cho nó đỡ mất máu thôi. Ok. Và bán cái con này đi để chúng ta có 10 tiền này. Đấy. Ở đây là chúng ta sẽ có là Human cộng với cả Clay luôn. Cái bộ ngũ long hóa hình ở cái trong cái meta này này, nó có cái sự thay đổi. Nên là cái bộ đấy bây giờ nó rất mạnh. Đấy, có thể nói là mạnh nhất meta. Tuy nhiên nó cũng rất khó xây dựng bởi vì phải đánh ở level 10 anh em nhá. Đánh ở level 9 thì cũng được, ok. Nhưng mà đánh ở level 10 thì nó sẽ phát huy được cái sức mạnh tối đa khi mà chúng ta kẹp được với cả cái con chúa quỷ. Và meta này thì chúng ta chơi ngũ long hóa hình, chúng ta sẽ không chơi kết hợp với những con druid đâu. Đó, nên là hôm trước có anh em bảo tôi là nuôi cái con unicorn lên 3 sao thì nó là thừa nha anh em nhá. Chúng ta không nuôi unicorn 3 sao. Đấy, và tôi cũng lưu ý là khi mà chúng ta có chúa quỷ chúng ta mới chơi bộ này. Đó, chúng ta chơi chúa quỷ nhá, không phải chơi unicorn. Còn nếu mà không có chúa quỷ thì anh em bỏ qua luôn, anh em đừng có chơi. Đấy, tôi cũng chia sẻ với anh em thật lòng luôn là anh em không chơi nếu mà chúng ta không có chúa quỷ. Đấy, còn khi mà chúng ta có chúa quỷ thì chúng ta chơi. Đó, và chơi thì đương nhiên nếu mà chúng ta lên đủ bộ thì nó là vô địch nha anh em nhá. Đấy, còn nếu mà không có chúa quỷ thì chúng ta có thể chơi 5 rồng 9m hoặc là 5 rồng 6m cũng được. Bộ đó thì nó là một cái bộ rất là an toàn, chơi ở tất cả các meta mà không bao giờ sợ là nó bị out meta cả. Đấy, nó cũng có counter, nhưng mà cái thể loại counter ấy thì nó làm cái thể loại mà chỉ có counter late game thôi, chứ còn giữa game thì cũng ít khi người ta chơi 6 cá lắm. Người ta chơi 6 cá người ta sẽ phải tính toán rất là chuẩn để có thể là kẹp vào 6 cá cái nào mà gặp anh em. Đấy, nên là anh em yên tâm, anh em cứ chơi 5 rồng 6 mét nó rất là ok nha anh em nhá. Tôi đã thử test rất nhiều meta rồi. Đấy, anh em chơi giải thì có thể là người ta chơi rất hay. Người ta tính toán những cái việc là ghép 6 cá vào để counter anh em ở những cái round mà gặp anh em. Đấy, nhưng mà chơi rank thì khác. Chơi rank thì nó dễ hơn rất nhiều. Đấy, nó sẽ không có cái sự tính toán chi li đến cái từng round như thế. Nên là anh em cứ thoải mái đi. Đấy, rồi ở đây cái round này chúng ta sẽ có cái quả trứng này. Quả trứng này là cũng sẽ phải mua. Đấy, tôi sẽ bán cái này đi. Quả trứng này là tôi sẽ mua để tôi tí nữa có thể tôi sẽ đập cho rồng sớm chẳng hạn. Nhá. Con rồng này nó đã có cái 3 rồng rồi nên là tôi cũng sẽ không cần những cái đồ tăng mana nữa. Con rồng ấy đứng ở sau bạn để cái đồ tăng mana cho con Kunka. Nó có thể nó tung trưởng sớm, đặt cái thuyền sớm là rất là ok. Đấy, round này là khả năng là chúng ta vẫn sẽ giành chiến thắng. Chúng ta bớt vào con Whispersia đối thủ sớm. Nó sẽ không thể đặt được hai lần gọi đệ. Đó, rất là ok. Rồi, 4 Clay rồi. Chúng ta sẽ có những cái cuốn sách đầu tiên. Đây rồi. Và con Kalong này có thể bỏ vào và thay cho con rơi. Con rơi hiện tại là không kích hệ Glacier nữa. Nhưng tôi có thể bỏ Kalong vào. Đó. 3 rồng.
cái mục tiêu ấy để chơi ngũ long hóa hình là chúng ta lên 10 sớm. Chúng ta không cần lên 11, nên là những cái cuốn sách ấy chúng ta không cần phải là tiết kiệm sách để lên 11 làm gì cả. Anh em nhá, chỉ cần lên 10 thôi. Cái mục tiêu là lên 10. Nên là những cái cuốn sách này tôi cũng sẽ cắn luôn. Làm nào có thể lên 10 sớm nhất có thể. Ok, anh em thấy là ở trận đấu ngày hôm nay cái đội hình chúng ta xây dựng nó cũng khác với cả cái ngày hôm qua. Đó, đây là cái cách tận dụng thôi. Nó cho chúng ta cái gì chúng ta chơi cái đấy. Đấy, nó khác với ngày hôm qua là tôi xây dựng bằng những cái con Druid sớm, lên được 2 sao sớm, và sau đó là chúng ta chuyển dần sang cái bộ ngũ long hóa hình. Còn ngày hôm nay thì nó cho Clyde. Đấy, nó cho rồng sớm thì tôi tận dụng luôn. Đấy, mặc dù là ra là cái con Fallen, là ra cái con đầu tiên ở những cái nào đầu tiên, nhưng mà bây giờ hiện tại là nó đang đứng ở ngoài, nó cũng không có cho vào để có thể sử dụng được. Đấy, nên là nhiều khi là anh em cứ phụ thuộc vào cái con Fallen sớm, cứ ôm cái con Fallen, sau đó là nghĩ là nó có thể nó lên 2 sao sớm để có thể gánh được anh em, thì không nha anh em nhá. Không phải trận nào nó cũng được như ý muốn đâu. Đấy, có trận thì nó ra sớm thì anh em chơi nó dễ, nhưng có trận nó không ra, anh em sẽ phải đá qua những cái lineup khác, sau đó anh em sẽ phải chuyển về cái ngũ long hóa hình vào giai đoạn lên level 10 chuyển sau anh em nhé. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đánh được cái bộ đấy sớm đâu. Trận này có thể là tôi sẽ đá qua cái bộ 6 human nếu mà nó ra. Đấy, bây giờ là chúng ta có là 5 con rồi, Hà Lăng là đang 15, nó sẽ ra 6 human cho tôi chơi cũng rất là ok. Rồi, đấy anh em thấy không? Chúng ta tận dụng được nên là chúng ta lại bắt đầu chuẩn bị đánh chuỗi tháng lên nơi rồi. Và đây là có một Kunka 2 sao không? Và tôi đang có một cái suy nghĩ là nếu mà bây giờ chúng ta bán hết những cái con Witcher để chúng ta xây dựng một cái bộ khác, sau đó chúng ta sẽ mua lại sau, thì có vấn đề gì không? Ok. Khi mà nó không ra ấy thì là chúng ta sẽ bán đi nha anh em nhá. Đấy, tôi giữ lại con Tabu thôi. Con Tabu khả năng nó sẽ lên 2 sao rồi tôi kẹp vào cũng được. Đấy. Còn quả trứng thì có thể nó sẽ đập cho rồng luôn. Chứ còn bây giờ mà lên ra một con Fallen Witcher nữa chắc là tôi cũng chả đập vào làm gì đâu. Bởi vì cái bộ này mà kẹp con Fallen vào ấy thì nó rất là thừa thãi. Nó không kết hợp được. Đấy. Bây giờ thì có thể là 6 human kết hợp với cả 6 Clyde đánh ở level 9 hoặc là gì? Hoặc là 5 rồng kết hợp với cả 6 human thôi, đánh ở level 9 thôi. Chứ còn bây giờ mà tôi lại kẹp cái con Fallen vào thì nó cũng chả ăn được thằng nào đâu anh em ạ. Nó sẽ rất là lãng phí cái lineup. Nên là tôi quyết định bán đi luôn nha anh em nhá. Bán đi. Ui rồi ơi, cái thằng kia nó thoát rồi kìa. Cái thằng đấy nó thoát là khiến cho chúng ta là sẽ bị mất cái human đấy anh em ạ. Cần những cái thằng yếu để chúng ta kiếm được sách thì nó lại thoát mất rồi. Rồi lấy cái ánh mắt AZ nhá. Bỏ này sẽ chống hồi máu. Đối thủ mà có khả năng hồi máu là chúng ta sẽ chống hồi máu đối thủ. Các anh em mà mới chơi ấy, các anh em nhìn vào anh em sẽ thấy là nó dịch kiểu khác. Nó dịch là tăng khả năng hồi máu đúng không? Nhưng mà không phải, nó dịch sai đấy. Cái con game này nó có rất nhiều những cái lỗi dịch thuật anh em nhá. Kể cả những cái món đồ khác nữa. Nên là anh em có thể anh em xem video clip của tôi, sau đó thì có những cái trong cái quá trình chơi ấy, tôi chia sẻ về cái khả năng của những cái món đồ ấy để anh em sẽ nắm được. Chứ còn những cái món đồ thường đa phần là nó không chuẩn đâu anh em ạ. Nó không chuẩn đâu. Nó dịch nó rất nhiều những cái lỗi dịch sai. Thằng này vừa lấy đấm của tôi này. Không biết là bây giờ có đấm được không. Giờ tôi form được cái đội hình 4 Clyde rồi. Đối thủ khá là khỏe. Nhưng mà con rồng của tôi là vẫn đấm được. Ok, rồng chết. Rồng chết, vẫn còn hai con Clyde nữa. Khó nhỉ. Được không, được không, được không, được không. Có giáp xoay, có giáp xoay. Hay. Vẫn chiến thắng anh em ạ. Được. Rồi, ra già này. 6 Clyde. Bỏ rồng ra. 6 Clyde. Blink cho già. Đồ này sẽ cho cá lông. Tôi nghĩ là sẽ cho cá lông.
Rồng bây giờ rồng đi bộ rồi, nên là những cái món đồ cho ca lông thôi. Đấy, còn già sẽ là cái con vai trò là con co, đóng vai trò là co, sẽ tung trưởng. Ánh mắt AZ sẽ để cho già cầm. Già phọt trưởng nó sẽ khiến cho một cái diện rộng bị nhiễm cái hiệu ứng của cái ánh mắt AZ. Đó. Ui thằng này khỏe quá nhỉ. Thua. Không ăn được. Thằng này to. Thằng này có cái con phong vũ 2 sao đang chuỗi thắng cộng 8. Khả năng chúng ta sẽ cắt cái chuỗi này sau. Bây giờ nhá, mà ra con già ấy thì tôi khả năng tôi sẽ đập trứng nó già. Anh em ạ. Tạm thời nó sẽ là như thế đã, để chúng ta lấy cái lợi thế đã. Phải có cái lợi thế để đánh chuỗi thắng. Khi mà chúng ta đập trứng con già ấy, cái con già này nó sẽ kiếm cho chúng ta mỗi cái round là 4 cửa sách. Cái lượng tiền mà chúng ta bị thọt do chúng ta ôm bài, chúng ta mất từ cái giai đoạn đầu game ấy, thì nó sẽ gỡ lại sớm thôi. Lúc đấy thì chúng ta sẽ lên được level 10 và có cái cơ hội chuyển bài. Đấy. Lên 10 sớm cũng đồng nghĩa việc là cái cơ hội ra 5 đô sớm. Cần phải gấp rút lên ở level 10 anh em ạ. Rồi round này gặp cái bọn warrior mà kẹp với cả god à. Không sao, chúng ta sẽ ăn ở đó. 9 warrior, trận này có 9 warrior. Tí nữa chuyển về Witcher thì những cái thằng này sẽ là những cái thằng mà chúng ta rất thích gặp. Rồi, đấy, mỗi ra 4 cuốn sách này là sẽ sớm gỡ được cái lượng tiền mất đi thôi. Cá lông à. Có khi nào trận này là chúng ta lại đá sang chơi God Clay không nhỉ? Tôi lại nghĩ đến cái bộ God Clay đấm nhau với cái bộ God Du xoay cơ. God Clay dồn đồ cho cá lông. Cá lông sẽ làm co. God Clay ở đây là có Evil Clay 3 sao. Chơi cũng được ấy. Trong cái trường hợp mà chúng ta không ra được cái bộ Witcher thì có thể là chơi bộ đấy, đúng không? Nếu mà đánh theo một cái cách chuẩn chỉ nhất. Chuẩn chỉ mà có thể là nói là bài ra gì chơi đấy, thì rõ ràng là việc chơi God Clay nó cũng là một cái sự lựa chọn không hề tồi. Ok. Ca lông 2 sao là có rồi nhá. Evil Clay 3 sao. Gánh kèo Nash Spirit này. Thôi tôi nghĩ lại rồi, trận này không chơi God Clay đâu. Tôi vẫn muốn là sẽ chơi một trận nữa để chơi ngũ long hóa hình cho anh em xem. Anh em sẽ có thêm một trận để tham khảo. Đấy, hôm trước là một cái trận giới thiệu về cái bộ này đã, phiên bản 2.0 của trong beta mới nha anh em nhá. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ là một cái trận đấu làm rõ. Đấy, giới thiệu và làm rõ. Như cái trận ngày hôm qua rất nhiều anh em xem, anh em cảm nhận được cái sức mạnh của nó thực sự là rất là mạnh đấy. Nhưng mà đến khi anh em vọc vào, anh em mới thấy là nó không hề dễ, không hề ngon ăn như anh em nghĩ đấy. Nhiều khi là chúng ta nhìn người khác chơi, chúng ta thấy rất là đã đấy, rất là tưởng là rất là ngon ăn, nhưng mà đến khi mà sờ vào thì mới thấy là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Khi mà nó không dễ như anh em nghĩ, đúng không? Đó, nên là hôm nay một cái trận làm rõ để anh em thấy là chúng ta cần phải có một cái cách xây dựng nó linh hoạt lên ở giai đoạn giữa game. Đấy. Sẽ còn có rất nhiều những cái cách xây dựng nữa mà hôm nay một cái trận đấu nữa thì nó cũng chưa thể phản ánh được hết. Đấy, nó phụ thuộc vào cái việc là bài ra gì. Đấy, anh em ạ, bốc được những con gì cho vào nha anh em nhá. Đó, sẽ có cơ hội tôi sẽ làm thêm. Rồi, còn hôm nay thì cứ như này đã, để anh em lắm được đã. Random này. Rồi sẽ hướng tới những cái món đồ đam nha anh em nhá. Khi mà xác định chơi cái bộ ngũ long hóa hình ấy, anh em xác định là đánh đôi công. Đấy. Nên là lấy chủ yếu là đồ đam và đồ cấm đánh thôi nha anh em nhá. Lấy những cái món đồ đấy thôi. Rồi chuyển đồ cam luôn này. Đồ cam thì chắc là lấy giáp xương.
Đồ cam thì có thể lấy đồ thủ nha anh em nhá. Đồ cam thì đồ nào cũng ngon. Anh em ạ, anh em cứ lấy cái món đồ nào mà anh em cảm thấy hợp lý nhất. Tôi thì trận này tôi sẽ lấy cái này để tôi đánh tiếp chuỗi thắng. Trong cái giai đoạn này thì có thể lấy cái giáp xương này nó gánh được tôi đấy. Gladiator mà, có Gladiator đúng không? Nên là lấy cái giáp xương nó rất là ok. Lên 9. Rồi, chúng ta có sẽ lên 10 sớm đó. Tôi nghĩ là round 26 chắc chắn chúng ta sẽ lên được 10. Lúc đấy chúng ta sẽ form về 5 dòng nha anh em nhá. Và khả năng là nếu mà bây giờ mà 5 dòng luôn thì tôi cũng có thể tôi sẽ form luôn. Nếu mà ra đủ 5 con dòng. Round này liệu rằng chúng ta có thể lấy được quyển sách không? Warrior trầu quá nhỉ. Ăn nổi không? Hai con cá lông vẫn sống này. Tôi nghĩ là ăn được rồi. Vẫn còn cá lông, vẫn còn cá lông, chúng ta vẫn còn cá lông. Cá lông bây giờ đang cầm đồ, yên tâm. Chơi được. Ok. Đó. Vẫn có sách để cắn lên 10 đây. Đây rồi, có 5 rồng rồi đây. Nhưng mà cái tầm này chưa cho vào được. Tầm này toàn 1 sao thôi. Tuy nhiên là những cái con human này có thể bán đi được rồi. Chỉ cần nó lên được 2 sao. Ví dụ con Kalong lên 2 sao có thể là tôi sẽ bỏ 5 rồng vào luôn. Đấy, và trong lúc này tôi sẽ pick những cái con Witcher vào luôn nha anh em nhá. Đấy, bây giờ mới pick vào này. Có slot thì mới cho vào được. Đây, con này con Thunder này có thể cho vào này, đánh 6 mét trước này. 5 rồng 6 mét. Đấy, đánh cái bộ đấy trước. Rồi, ok, thằng này bây giờ liệu rằng chúng ta có thể ăn nổi không? Có một cái giáp thép rồi. Tôi đã lấy cái giáp thép để tôi counter cái bộ Glitter. Ok, ăn nổi không? Giáp thép. Có khả năng đấy, có khả năng đấy, có khả năng đấy anh em ạ. À. Ủa, được không? Được không? Được không? Cái tính toán đấy anh em ạ. À. Tính toán để đánh với Glitter cắt chuỗi luôn. Hay quá đấy mà tôi. Mặc dù đội hình nhìn thế thôi mà ăn được Glitter. Với một con cá lông 2 sao và một con heo 2 sao. Rõ ràng cái việc chọn cái giáp xương ấy nó đã phát huy cái hiệu quả của nó, cái tính hiệu quả. Quả pick cái giáp xương chí mạng thật sự luôn đấy anh em ạ. Rồi lên được 10 nhá. Mình nói chung là cũng phải thực sự là rất là phục cái sự tính toán của mình. Đánh và tính toán đến từng cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Thề đánh quá mẫu mực luôn rồi. Thực sự nó phải nói là không phải là mẫu mực mà nó gọi là chuẩn mực rồi. Chuẩn mực của cái sự tính toán. Rồi ok. Tầm này là lên được 10 là thoải mái rồi đấy anh em ạ. 77 màu kiểu gì cũng chuyển được sang cái bộ kia. Đấy anh em thấy không? Bây giờ dễ rồi. Đấy cái giai đoạn đầu anh em cứ làm giống tôi là được nha anh em nhé. Cứ làm giống tôi thôi. Tính toán chuẩn mực từng round một. Lấy cái gì, chọn cái bài như nào. Đấy, cứ làm như thế thôi là anh em. Thế nào anh em lên được 10. Đấy, và thậm chí là còn đang có chuỗi dã man. Đó, 5 rồng. 5 rồng 6 mét rồi này. Đấy, và khi mà chúng ta có 5 rồng 6 mét thì khả năng là tôi sẽ bỏ cái bộ Clyde đi thôi. 5 rồng luôn. 5 rồng vào đã này. Đấy, 5 rồng 6 mét. Được chưa? Xong rồi từ cái bộ này chuyển sang cái bộ Witcher. Đến đây là dễ rồi. Bây giờ cứ những cái con Witcher thì chúng ta mua thôi. Đấy, sau đó chúng ta chuyển dần sang. Đấy, gặp lại cái thằng này. Bây giờ thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Chúng ta chắc chắn cho chúng ta khỏe hơn rồi. Đấy, ok chưa? Chắc chắn là ăn được. Chắc chắn là ăn được. Con già quẹt được 2 phát cơ mà. Ok. Mặc dù bây giờ không lấy được 4 quyển sách nữa. Và tôi cũng không có nhu cầu lên 11. Mà lên được quyển sách mà lên được 11 thì cũng được. Đấy, bây giờ là tôi có Fallen 2 sao rồi này. Đơn giản không? Chơi cái bộ này chỉ cần Fallen 2 sao thôi anh em ạ. Không cần 3 sao. Mà chắc chắn là ra được Fallen 2 sao rồi nhá.
Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không đập quả trứng này luôn đâu. Quả trứng này có thể tôi sẽ để dành cho chú quỷ. Bây giờ ra thêm một con nữa được mà. Đấy, trận này cũng sẽ gặp Witcher nha anh em nhé. Thằng này chơi Witcher này. Đấy, thằng này chơi Witcher xây dựng là kẹp với cả bụng được rui à. Rồi, cứ bình tĩnh. Bây giờ thậm chí là chúng ta còn có một cái chuỗi thắng cơ. Chuỗi thắng cộng 6 kèm theo đấy là gì? 77 máu. Quá đơn giản luôn. Round sau thì khả năng là nếu mà thích thì là có thể chuyển luôn. Round sau có thể chuyển luôn được. Đấy, round sau là chúng ta 50 tiền nữa roll. Thế nào thì cũng sẽ form được thôi. Trong trường hợp mà chưa form được ấy, thì tôi vẫn giữ cái bộ 5 dòng 6 mét thôi. Đấy, đánh như bình thường thôi, có gì đâu. Còn nếu form được rồi thì chuyển luôn. Ra đủ bộ rồi mà, lên level 10 rồi, tức là sức mạnh tối đa rồi. Lổ thêm cái con chú quỷ nữa thì thực sự là vô địch ấy. Tầm đấy chả có thằng nào cản được đâu. Đấy, 2 tia này cho chú quỷ này. À, 2 tia để cho phô lần này. Rồi, tạm thời là thế này đã. Rồi, roll nha anh em nhá. Tôi form luôn. Nếu mà lên được thì là form. Đấy. Già này. Già này có lên được 2 sao cũng chơi luôn. Đây rồi, ảnh phẫn nộ này. Khan thôi nhá, khan bỏ. Cái này đủ 5 rồng nên là không mua con này nữa. Rồi, tạm thời thế này đã. Bỏ con rồng đi. Rồi, tôi sẽ giữ 30 tiền này round sau luôn tiếp anh em ạ. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ phải có cái khoảng thời gian chúng ta nghỉ nữa. Không thể cứ cố mà chúng ta roll ra được cái bộ đấy. Rồi chúng ta còn phải xếp lại bài ấy. Đấy mà cái khoảng thời gian đấy thì không kịp đâu. 30 giây thì chắc chắn là khó mà có thể kịp được. Nên là để round sau tiếp tục nha anh em nhé. Bộ này chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian nghỉ nó khá là nhiều. Do là 5 rồng vàng phát tông trưởng là có thể là clear khá là nhanh rồi. Chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng thời gian nghỉ nhất. Trong tất cả những cái thằng khác thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Ok, một con Dash Spirit 2 sao với cái đồ. Round này thua thôi. Ok. Rồi. Trong lúc này tôi sẽ roll luôn anh em nhá. Từ từ nhá. 5 rồng rồi này. Cái con Sailing ấy nó lên được 2 sao rồi. Nên là tôi sẽ bỏ đi thôi. Ok, chúng ta roll luôn. Grim mua nhá. Con Grim mua. Thôi, từ từ đã, bình tĩnh. Nghỉ tí đã. Mỗi round roll một tí thôi. Không phải hết tiền đâu. Roll full lần 2 sao thì mới chơi được. Cứ từ từ. Thêm một cái món đồ cam nữa thì cũng tốt. Tôi đợi một cái món đồ cam nữa thì chúng ta chuyển bài cũng không sao đâu anh em ạ. Đó. Quá là ok luôn. Đấy, bây giờ chúng ta bắt lạt cái bộ Glitter luôn này. Rồi, roll tiếp. Này, Kalong 2 này. Ok. Bỏ cái này vào thay. Thay con Flame ra. Đây rồi, dòng này. Chắc là phải bán cái con ấy rồi. Chúng ta sẽ phải bán Evil rồi. Hết slot rồi. Đồ này cho con rồng cũng được. Cho rồng 3 đô này. Tăng cơ phía trên. Không sao, con này cũng trâu lắm. Thế thôi, còn cái con Squire ấy thì mua tạm một con để kích hệ thôi anh em ạ. Con này thì không dùng đâu, không có slot dùng. Đấy.
Chính ra tôi đánh đến cái giai đoạn này rồi mà cuối cùng là vẫn chưa ăn 2 đâu. Fallen Witcher vẫn thế thôi, vẫn chưa lên được 2 sao. Đó. Bộ Witcher nó cũng chưa ra đủ bộ. Bây giờ Taboo Witcher vẫn chưa ra này. Rồi, trận này có God Du xoay thì khả năng là round này thua. Chúng ta chơi cái bộ này chưa chắc đã ăn được God Du xoay đâu. À, con Calong của tôi vẫn sống thì tôi vẫn có thể ăn được nhá. Calong vẫn sống vẫn ăn được. Nhưng mà phải kết liễu nhanh lên. Rồi, Calong bắn vào này. Được không? Cứ trừ giáp của nó là có thể là ăn được đấy. Vô tư anh em ơi, hay quá nhỉ. Có gót đỏ du xoay nhá. Trận này. Nhưng mà không sao, cái bộ này ăn tốt. Đơn giản đấy mà. Đang nói là line up mạnh nhất của meta thì vô tư mấy cái bộ gót đỏ này vô tư luôn. Cái vấn đề là bao giờ form rồi thôi. Cảm giác như là vẫn chưa form được. Sau ra 30 thì form được. Tiền thì lúc nào mua nào tôi cũng xài tiền đấy chứ tôi cũng đâu có giữ tiền đâu. Tôi đồn suốt đấy chứ nhưng mà nó không ra anh em ạ. Đen, đen không ra đâu. Lên level 10 rất lâu rồi. Down 23 lên 10 rồi. Có 50 tiền đấy. Ở down 23 đấy. Nhưng mà đến down 29 thì tiền cũng roll xuống rất thấp rồi mà cuối cùng là cũng không form được. Khá đen. Thậm chí là rồng cũng không lên 2 sao luôn. Đời ông Clyde mãi 1 sao. Mặc dù đời ông Clyde ra sớm á. Rồi, thằng này có đi luôn không? 20 máu. Chắc là đi luôn. Ok. Đấy ôi, kiếm hồn này rồi anh em ơi. Chuyển luôn ao này không nhỉ? Đây là đủ bộ nhá. Thôi chuyển luôn ao này anh em ạ. Chuyển luôn. Nào quái chúng ta chuyển luôn nào. Bốn Witcher. Năm rồng bốn Witcher đây rồi. Đấy cũng gian nan phết đây anh em ạ. Trận ngày hôm nay thì tận ra 30 chúng ta mới chuyển bài được. Và thậm chí đến ra 30 cái con Dragon Clay và con Fallen Witcher nó cũng vẫn chưa lên được 2 sao cơ. Đấy và như cái trận ngày hôm qua cũng thế. Trận ngày hôm qua thì Fallen Witcher được tận ra 28 mới lên được 2 sao. Quá dã man luôn. Anh em thấy không? Đâu phải trận nào nó cũng được như ý muốn đâu. Thì vấn đề là anh em phải giữ máu trận đầu game. Phải tận dụng được tốt. Đó thì chúng ta mới có một cái trận đấu nó nhàn hạ được ở trận late game. Khi mà chúng ta form được đủ bộ thì cái sức mạnh đội hình của chúng ta nó là mạnh nhất ở trên cái bản cờ rồi, ở trên cái map này rồi. Không còn thằng nào mạnh hơn được nữa rồi. Đến khi mà chúng ta form được đủ bộ rồi thì vô tư chúng ta chắc chắn là chúng ta làm sẵn cái chức vô địch rồi. Bước đến hai chân vào chức vô địch luôn rồi chứ không phải là một chân nữa rồi. Ok, đây. Đến khi mà chúng ta form được thì sao mà nó dễ đến như thế. Con đường ông cửa lai là cũng đã lên được 2 sao. Đấy, ui, thậm chí là kiếm hồn cũng lên được 2 sao luôn này. Fallen Witcher lên được 2 sao luôn. Chơi lổ liên tục luôn anh em ạ. Thôi, thế là vô địch rồi. Này, vô địch rồi gì nữa. Dã man. Ok. Nó random đó. Rồi, dồn đồ thì đương nhiên là chúng ta sẽ dồn đồ cho Fallen. Đấy. Tạm thời thì để cái con Dragon Clay ở ngoài đã anh em nhé. Khi làm ra Tabu ấy thì chúng ta sẽ chơi hàng Ryu luôn. Đấy, chúng ta tạm thời tôi chưa up cái con Grim này vội. Để xem đã. Grim này tí nữa thế nào sẽ bỏ đi thôi, nên là tôi cũng chưa up vội. Để tính toán xem là có dùng không. Chứ còn nếu mà tí nữa ra Taboo Witcher chúng ta chơi hàng Ryu luôn. Ok. Rồi, để xem nào. God Du xoay có ăn được tôi không? Tầm này nó vẫn ăn được à? À, căng nhờ. Tầm này vẫn ăn được cơ à? Ủa thì chết mẹ. Hóa ra là con Grand Herald nó lấy được cái chiêu của con rồng 5 đô anh em ạ. Thằng nào khỏe thế. Nó cướp được chiêu của con rồng 5 đô của tôi.
Ok. Chưa ra tabu nhỉ. Như này đi đã. Chuyển đồ cho Fulan đi. Calum không ngon bằng đâu. Fulan này nó nhân đồ lên nó ngon hơn. Hai con cầm đồ đánh nó khỏe hơn. Calum thì phải kết hợp với God cơ. Một mình thì thôi. Tôi nghĩ là cứ để đấy nó tung trưởng một lần là được rồi. Đây này, gặp thằng Witcher này. Bị khóa rồi, Witcher nó bị khóa rồi. Cái bộ này nó hay ở cái chỗ có con rồng 3 đô ấy. Nó khóa mõm co của đối thủ. Đối thủ đánh tay nó sẽ bị giảm 75%, khá là khỏe. Chơi đôi công ở cái bộ này nó cũng lợi hại lắm nhá. Cay nhỉ, không ra con tabu nhỉ. Ra tabu chơi hàng Ryu luôn. 5 rồng 4 Witcher luôn. Bây giờ là hướng tới là con tabu và cái con chúa quỷ. Chúa quỷ sẽ thay slot của con cá lông. Đấy. Đủ bộ rồi. Tầm này có thua thì cũng chỉ mất 1-2 giọt thôi. Không sợ đâu. Mà thua thì nó là rất khó luôn đấy. Khả năng là gặp thằng gót đỏ thua thôi. Thằng kia nó sẽ cứ sang soi tôi ấy, anh em ạ. Ghét nhỉ. Greater bây giờ không có cửa rồi. Vào phát đứt hết rồi luôn này. Greater vào phát đứt hết luôn. Cho không nhìn thấy một con nào luôn. Đi rồi. Đàm to thật sự. Đánh kiểu đánh đôi công mà. Ây ôi chú quỷ rồi. Đổi thêm một cái món đồ cam nữa nhá anh em nhá. Đủ đồ đổi luôn. Rồi cướp điên. Ok. Cái con phô lần này nó sẽ nhân đồ lên. Rất khỏe. Chúng ta có cái RO ấy thì nó còn sẽ còn nhân đôi cái số đồ ấy, đấy lên cơ. Tức là sẽ là nhân 3 đấy. Tổng sẽ là nhân 3. Còn nếu mà con này lên 3 sao nó sẽ là nhân 5. Lượng đồ nhân 5 lên luôn. Ui mạnh con này anh em này. Trông gót đỏ. Đấm nó sấp mặt luôn. Còn hai màu anh em ạ. Dã man, giao chú quỷ cái khác biệt ngay. Đấm gần như đấm hai phát là chết cái con du xoay rồi. Đội hình mạnh nhất bây giờ đấy anh em ạ. Mạnh lắm luôn ấy. Ra tabu Witcher cái nhỉ. Cho cái đội hình nó hoàn thiện cái. Ra tabu Witcher thì cái con rồng 1 đô chúng ta sẽ hóa thôi. Đấy. Còn không ra tabu Witcher thì buộc chúng ta sẽ phải hóa con rồng 3 đô này. Hơi phí. Để con này tăng cơ thì khỏe hơn. Bây giờ con tăng cơ là con kiếm hồn. Ok. Ui con quái đấm nhanh thế. Rồi luôn ra. Tabu. Tabu. Đây rồi. Ui rồi ra cả chú quỷ tabu đây. Được rồi nha anh em nha. Đủ bộ à? Thôi bán con này đi thôi. Đấy. Ngon chưa? Quá là ok luôn. Lấy con rồng 1 tiền để chúng ta hóa. Làm phôi hóa cho con phô lần. Kiếm hồn 3 sao à? Không có cơ hội đấy đâu anh em ạ. Hết rồi. Ui đồ này quá tuyệt vời luôn. Vậy chúng ta x3 cái số lượng đồ lên rồi. Được đấy. Xem nó bỏ cái món đồ gì ra nhỉ. Biến hai con.
Ok, như này đi. Rồi. Ui, anh em vừa nhìn thấy gì không? Anh em tua lại ngay cái đoạn đấy nhá. Cái con du nó đập một phát chết luôn con du anh em ạ. Vãi cứt. Không thể tin nổi luôn, con du phun đồ vẩy phát chết. Không kịp làm gì luôn, không kịp xoay luôn. Dã man cái line up này luôn. Đấy, anh em có tin không? Line up này là line up mạnh nhất trong meta hiện tại đấy anh em ạ. Rồi, hy vọng là sau cái video này anh em sẽ thông thạo hơn về cái bộ ngũ long hóa hình phiên bản mới anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, ngũ long hóa hình phiên bản 2.0, một trong những cái video đầu tiên về bộ này ở trong meta mới anh em nhá. Anh em có thể xem video này xong, anh em xem lại cái video trước, anh em sẽ nắm rõ được cái bộ này hơn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái siêu phẩm hay nhất ở trong tháng 8 anh em nhá. Mặc dù cái trận đấu đấy thì khá là cay đấy, khi mà tôi không được top 1, nhưng mà tôi đảm bảo với anh em luôn là nó cực kỳ hay và hấp dẫn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.